chào các bác và anh em, anh Nguyễn đang test và giới thiệu về một cặp loa Mỹ hãng JBL có một tên là ZX115, một dòng loa siêu bass 40 tép kẹt. Thì dòng loa bác nghe ấy, nó rất hay, nhưng tiếng bass đánh mềm sâu, tép lẩy trùng rõ, độ nhạy lên tới 128 dB, công suất 250 500 1000W, đánh trở kháng 8 ohm. Loa này là sản xuất tại Mỹ nhá. Cái này ngoài vấn đề nghe nhạc ra thì hát cực hay. Hiện tại em còn 4 đôi nhá. Đôi này là SF15 như vậy. Và DD215, ZX115 hai đôi nhá. Giá vô cùng yêu thương và loa cực đẹp nhá. Loa em là loa tuyển chọn cực kỹ. Giá 15 triệu bao ship. Bác cùng nghe âm nhá. Tiếng rất tươi và lầy. Bát sâu mềm. Khoác lên tà áo màu hoa tươi, gác cho buồn đơn côi, phố nhỏ vắng thêm một người. Quá đẹp đúng không ạ? Loa bao nhiêu này, tình trạng lễ liếc, nó rất đen, đen nhánh, thùng thành vuông đét bao nhá, bóng liếc luôn. Đấy, quá đẹp ạ. Độ zin là mới trên những người trang. Đấy. Đấy 15 nhá, ra tại Malaysia. Công suất đây. 250 500W. Đôi em bán là 15 triệu ship nhá, nhu cầu tặng. Nhu cầu bác chuyển khoản em 12 triệu nhá. Tặng một cặp loa bao hay luôn. Bao xịn đồ nhá. Giờ phần 2 em tháo nó ra nhá. Trước mặt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, hãng JBL. Có một tên là ZX115. Một dòng loa xỉu bát 30 tép kèn. Thì với dòng loa này bác chưa được hai nhiệm vụ chuyên sâu. Một là nghe nhạc tí tách rất hay, nghe nhạc trữ tình, nghe nhạc zumba, nghe nhạc sàn được nhá, hát karaoke cho giọng ca thoáng bay rộng rãi. Thì dòng loa này được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ. Với phân khúc không cao, nhưng mà thực ra ấy, cái chất âm nó đưa lại cho các bác là tuyệt vời, nó rất hay. Những dòng loa này thì có rất nhiều bác hiện nay đang dùng rồi, khi đã dùng rồi bạn là không muốn thay, bởi vì quá hay. Một là nó giá thành hợp lý, hai chất âm đúng thực sự là chất âm Mỹ nhá. Đấy, em quay kỹ cho bác này. Con này ấy, nó rộng là 47, sâu là 44, cao là 70 nhá. Rộng 47, sâu 4, cao 70. Công suất của nó hoạt động từ 250W đến 500W đến 1000W. Đánh là trở kháng 8 ohm, tức là công suất khởi động là 250. Công suất trung bình là liên tục là 500. Và công suất mắc là 1000. Thế vậy thao hồ hát hoặc thoải mái nhá, rất sướng. Hỗ trợ ra cắm ba chân này. Thì đây của tép nó huyền thoại rồi. Con tép này nó tép là dòng tép từ 9 họng 2.5, sản xuất tại Made in USA. Mã là 2412H cái ngang 1. Zin hết bác nhá, đẹp. Này tình trạng loại em Hành Nguyễn chỉ có đẹp thôi. Báo cáo. Quay từng đôi một anh ra. Thấy đôi nào hợp là chốt alo cho em nhá. Giá thì hợp lý luôn. Cái của tép của bác đây. Từ 16 họng, họng của nó là gần 70. Sản xuất tại Made in USA. Bắt là tất cả xương xảo ngọt đẹp đúng không ạ? Đây. Có cái em quay bác. Đấy, đẹp nhá, em bật flash bác xem luôn này. Dấu diếm thì các bác luôn. Đấy. Xuất sắc đúng không? Nhận vàng ươm. Thông đây, bên này phần tần mới đẹp đây. Đấy, phần tần còn mới. Nó Mỹ phần tần này hay lắm nhá. Này phần tần đấy. Tất cả tình trạng đẹp nhá, thùng nó còn sáng choang. Tất cả bát đĩa từ đây. Bác xem. Đấy. Màng đẹp. Đấy nhá, màng đẹp luôn. Gân lụa tầm đầu rất là đều màng luôn. Đấy. Quả hai đây. Made in USA. Từ rất đẹp nhá, chưa hàn lỗi cả. Đây mình. Quá đẹp đúng không ạ? Phần tần đi ạ. Nét chưa? Đấy, dính gọn. Ôi giời. Léo vào nhau đó. Ý giời chặt thế. Đấy bác nhá, tất cả xuất sắc. Thì đôi loa đẹp bên này nhá. Loa em nó là loa gọi trừng chuyên được chọn là tuyển rất kỹ đầu vào mà nhá. Đấy, khi bác mua thì an tâm thôi. Đấy, loa của em thì cứ quay đôi nào bán đấy, không nhập nhiều như nhập nó chắc. Hiện tại em còn 4 đôi nhá. Hai đôi ZX115 này. Một đôi SF15 cũng như vậy. Và đôi MDD215, tất cả giống nhau nhá. Giá đều là 15 triệu bao ship tặng cặp dây. Còn này karaoke rất hay. Và nghe nhạc hay không nhá. Đấy. Và quay lại đôi này nhá. Thì bác thích đôi nào alo em. Bảo tất cả em đều có hình ảnh hết nhá. Đấy, mọi thông tin mua sắm phối ghép. Các bác liên hệ em số này 0936 583 410. Rất dễ ghép đẩy em nhá. Có thể bác ghép một đơn giản thôi.
một con mic hơn 2 triệu, còn đang hơn 2 triệu, và một cái con đẩy tầm bãi được thì bác chưa được bộ hát rồi, nghe nhạc xịn em nhé. Anh Nguyễn chào bác nhé.